Theo như quan sát của Nhân thì thực sự là một khung cảnh cực kỳ hùng vĩ luôn. Và nó có một nét gì đó rất là bí ẩn, bởi vì dàn Gừa thì đang xen vào nhau và tạo thành một cái khung cảnh mình nhìn như là một cái khu rừng nguyên sinh vậy đó. Nhưng mà con thấy một cái lạ nữa là cái mái tôn của mình á là phải đục lỗ đó để cho cây nó sinh trưởng ha. Ừ, tại vì mới lợp hồi ngày 13 tháng 2 năm rồi mới đây nè. Rồi cái mà thợ khi nó cắt lại đo vô, cái nó cắt cái dấu tôn đó cái nó gáp vô. À, tức là những cái cành cái đó mình là nó sẽ đâm lên trên. Mình phải cắt cho nó chui vô cái đâm lên trên tôn luôn. Lên tôn mình mới ốp lại. Chứ mình không dám cắt một nhánh nào ở đây. Không, không có chứ, mình không dám cắt cái nhánh nào vậy. Thì cô thấy cô bác người ta tới đây người ta cầu nguyện, người ta đòi người ta ước cái gì là được cái nấy. Đó, cô thấy vậy thôi, cũng như là cái chuyện gì người ta muốn là được, người ta lên người ta mới trả lễ, như người ta cúng heo hay là gà vịt hay trái cây hay là cái gì đó. Có ai đi vào bên trong kia không cô? Có cháu, nước dạ. Khô, trời khô, người ta vô tuốt cháu, người ta chụp hình, người ta làm dữ lắm, chơi được, được lắm. Ừ, tại nước nổi 3 ngày nay nè. Dạ. Ở một cái góc nào mình cũng nhìn thấy một sự cổ kính, một sự huyền bí. Chằng chịt nhất thì Nhân nghĩ là ở khu vực này nè, những cái nhánh cây đang xen vào nhau rất là nhiều. Bây giờ thì trời lại bắt đầu chuyển mưa rồi, càng khiến cho nơi này trở nên u tịch hơn. Xin chào cả nhà đã đến với... Ồ, hết hồn. Ok, hello, hello. Giật cả mình. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của Nhân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt tại ấp Nhân Khánh, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Và ngay phía sau Nhân đây là một cánh cổng dẫn vào một nơi rất là tâm linh và liên quan đến rất nhiều những câu chuyện lịch sử. Thì ngay trên tấm biển thì chắc là cả nhà cũng thấy rồi, đây là khu di tích lịch sử Dàn Gừa. Ngay tại con đường này mình đi vào khoảng vài trăm mét nữa thôi thì mình sẽ đến được với một nơi, đó chính là một cái dàn Gừa khổng lồ luôn, có thể nói là lớn nhất ở miền Tây, thậm chí là độc nhất vô nhị ở tại nước Việt Nam mình. Và ở nơi đó thì có một khung cảnh cực kỳ huyền bí cùng với rất nhiều những câu chuyện tâm linh lịch sử độc lạ mà Nhân sẽ chia sẻ với cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ đồng hành cùng với Nhân vào bên trong ở khu vực mà Nhân vừa nói nha. Và càng đi sâu vào con đường này vào bên trong á, thì cây cối càng nhiều. Nhân nghe có tiếng chim chóc rất là bình yên luôn. Và ngay phía trước đây thì Nhân đã thấy rồi. Đây là dàn Gừa, một cái hệ sinh thái chằng chịt ở phía bên trong luôn. Ở đây là cổng vào nè. Ồ, lần đầu tiên Nhân thấy một cái cảnh như thế này á. Vào bên trong thì mình sẽ nhìn rõ hơn rất là nhiều. Ở đây có đề là khu di tích lịch sử Dàn Gừa, cũng giống như là ở ngoài cổng vậy đó. Cái con đường đi này á thì gần như là những cái cây gừa. Đây không biết là cây hay là rễ ha. Hình như là rễ á. Cái bộ rễ tràn ra phía ngoài luôn và lấn hẳn qua cái hàng rào luôn. Thậm chí á là mọi người có thấy là cái hàng rào đang rất là thẳng tắp đều đặn như thế này thì đến đây đã bị cong ra, xô hẳn một cái cây cột xi măng cũng như là cái dàn sắt này nè, xô ra ngoài luôn. Cái sức của những cái rễ cây này mọc rất là mạnh và thấp thoáng ở phía bên trong thì Nhân đã thấy hình dáng của dàn Gừa này rồi. Những cái rễ cây này thì người ta sẽ không có chặt dọn đi mà người ta để cho mọc tự nhiên như thế này. Thậm chí người ta còn dùng những cái cây cột cũng như là những cái cây sắt, người ta hàn lại và người ta chống đỡ cho những bộ rễ này, để cho cái bộ rễ này có thể đưa lên trên cao á, chứ không có bị lấn xuống đường, sẽ bị cản cái đường đi. Nhân thì cũng không rõ là đây là bộ rễ hay là những cái nhánh cây nữa. Mình vào bên trong mình nhìn kỹ hơn, với lại mình gặp những người dân nơi này thì mình sẽ biết rõ hơn. Những cái nhánh cây xù xì.
và với những cái hình thù của những bộ rễ rất là kỳ quái ha. Không biết Nhân đi vào buổi chiều như thế này thì có nhiều khách thập phương đến đây để tham quan và viếng ngôi miếu hay không. Ở trên cánh cửa này thì có đề là cổ miếu bà Thượng Động Cố Hỷ. Tức là trong này thì có một ngôi miếu cổ thờ bà Cố Hỷ. Cô cho con hỏi thăm á, cái gốc của nó nằm ở đâu vậy con? Đó. Còn bây giờ cái gốc phụ nó là gốc là đâu? Cái gốc hình như cái gốc chính đó phải không mày? Quên rồi. Đào chích mũi bao giờ quên. Trong này ở đây nè. Dạ. Cô trông coi ở đây hả? Có mà bây giờ cô bệnh khớp cũng không vô đây nữa. Cô quét dạ. Rồi nè, bây giờ nghỉ 3 năm nay bệnh khớp nhiều quá. Bây giờ ai trông coi vậy hả cô? Đây, từ bé đó cái bà đằng đó đó thì người về bữa vậy đó. Có nổi cái bà đằng đó. Đi. Là bà Từ á ha. Bà không có Từ mà như là kiến họ con cháu của bà Cố nè. Dạ dạ. Không có ai Từ hết trơn cũng như là kiến họ hai phiên quét. Dạ con cảm ơn cô. Có lẽ anh em mình thắp nhang trước cái đi ha. Và hiện tại thì Nhân đã bước vào sâu bên trong giàn gừa này. Theo như quan sát của Nhân thì thực sự là một khung cảnh cực kỳ hùng vĩ luôn. Và nó có một nét gì đó rất là bí ẩn. Bởi vì giàn gừa thì đang xen vào nhau và tạo thành một cái khung cảnh mình nhìn như là một cái khu rừng nguyên sinh vậy đó. Ở đây thì có một tấm bia đề là cây di sản Việt Nam luôn. Di tích lịch sử Giàn Gừa ở xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thì theo như Nhân được biết, Nhân tìm hiểu trước khi đến đây á, thì Giàn Gừa này gắn liền với lại rất là nhiều những lịch sử của đất nước mình. Ngày xưa thì nó gắn liền với công cuộc khai hoang của nhà Nguyễn. Và đồng thời thì sau này cũng gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bây giờ thì chắc mình tìm gặp cô quản trông coi ở đây á, mình chia sẻ chắc là sẽ kỹ hơn. Cô tên Nguyễn Thị Thời, dâu đời thứ 5 nhà họ Nguyễn. Cô Thời là con cháu đời thứ 5. Nữ năm nhà Nguyễn. Cái góc đây hồi xưa nè, hồi là năm 68 là trục thăng phóng pháo hư rồi, cái bắt đầu còn nhánh nhóc không là chỉ mà nay nó sống nhau, còn khi mà nó đương xuống cái ghế đó đụng đất thì nó tụ lại thành vậy chứ không phải là cái gốc tụ tụ đi vậy đó. Ghế đó như vậy là gốc cái là ngay đây gốc cái có ngay đây chữ gốc cái đó ở có đó. Còn bên này cô thấy cái này còn có một cái bên này là viện bảo tàng vô tạc qua đây kêu bằng làm cái này cho mình nhìn thấy cái gốc chứ không phải là vậy. Là đây là cái làm bằng xi măng xi măng gốc giả gà cây giả. Nghĩa là nguyên thủy của cái gốc cây này á là cũng to như vậy. Nhỏ hơn. Ý lớn hơn chứ mà tại mấy ông này làm nhỏ hơn. Dạ. Ở ngoài là lớn hơn. Còn mà cái nhìn con đang tựa vào là thật hay là giả? Thiệt luôn. Cây luôn, cây tức không à. Chỉ có cái gốc cây này đúng là rồi. Biểu tượng dựng nên thôi. Đúng. Bởi vì cái gốc mẹ là ngay vị trí này là bị ném bom rồi. Dạ. Còn bao nhiêu là thiệt không hoàn toàn thiệt hết. Cái này là cây gừa hả cô? Cây gừa cháu. Cây gừa thì theo quan niệm tên khoa học á với lại tên ở ngoài Bắc á, người ta hay gọi là cây si. Đúng. Ủa cô, con thấy thì cái bộ chằng chịt này là bộ rễ, là bộ cành. Rễ có, cành có. Rễ cành đem xen luôn. Rồi, chen nhau vậy hết. Dàn cây này là bao nhiêu năm rồi hả cô? Mấy ông tính ra 180 năm, nhưng mà trong họ cô là tới 5 đời người rồi. Ông cố, ông cốc, ông nội, ba đời chồng cô.
năm đời. Vậy là ông cố của cô là người khai sinh vùng đất này. Đúng rồi. Lập địa vùng đất này, tại vì đất Nam Bộ là đất khai sinh mà. Ừ, đúng rồi. Cho nên là về đây đầu tiên ông cố làm công việc gì và sống xung quanh cái cây này con? Ông đi đường vắng đâu có dễ dàng đâu. Ông cố của người Bắc vào Nam. À. Rồi ông nông dân, ông khai đất giỏi dữ lắm, ông làm được 300 công nặng. Rồi Pháp nó thấy ông đất nhiều, nó kêu ông làm việc, phong chức cho ông là ông cả. Nhưng sự thật ông là người nông dân. Rồi ông tên Thành mới gọi là Cả Thành. Cả Thành. À. Nhưng mà khi mà thời ông cố với ông nội đồ đó, thì các ông có dám đụng vô cây này không? Khi nào không. Khi mà khai khẩn khai hoang người ta hay phát cây. Không, khi nào tự nhiên vậy hoài lớn tới không ai đụng được ai hết. Bây giờ cháu nhìn thấy đó. Chính xác thì vàng này là đã lan ra bao nhiêu mét rồi hả cô? À, tại vì đằng này không biết rõ được, nhưng mà nhà nước ta kêu mình giữ trong 2.740 mét vuông thôi, còn ra ngoài thì của cô bác khác để đó đi. À. Ừ, nhưng mình lo phía trong này thôi, chứ còn bò ra ngoài nhiều dữ lắm cháu, một lần dài rồi qua lần mấy sông nữa. Tức là chính đó là 2.740 mét vuông. Ờ đúng. Dạ. Dạ, một số tờ báo con đọc trước khi đến đây thì con thấy là nó đã bò ra đến 4.000 mét vuông rồi. Cũng có thể như vậy đúng không? Ừ, chắc có thể, tại vì bò nhiều lắm cháu. Cho nên mình không có dự đoán được, mình nhìn ở trên huyện kia mình coi trong cái phạm vi là 2.740 chồng mới vuông đó thôi. Còn như thì của cô bác ngoài để đi. À, từ xưa đến giờ thì ngoại trừ bơm đạn dội xuống đây và làm hư hỏng một số cành á, thì chắc không có ai dám chặt phá gì hết. Đúng. Hồi đó đến giờ là chỉ có 568 là chủ thân phóng một trái pháo ở đây thôi, một trái một là thôi luôn tới giờ đó. Dạ. Ừ. Chứ không có gì hết trơn, mà không ai đốm, không ai chặt trơn, rồi tự già, rồi tự gãy, rồi đằng này gom dọn dẹp rồi thôi. Dạ. Và minh chứng đó là khi nãy con đi ở đường vào á, con cũng thấy là có những cái cây trụ và những cái cây sắt á, mình chống những cái rễ lên, chứ mình không có muốn chặt nó, mặc đúng dù rồi. Nó lắm ra đường đi luôn. Đúng. Mà mình chỉ chống cho nó cao lên để thành cái đường đi thôi. Đúng rồi, tại vì mình sợ, mình không dám chặt, không dám chân, mình chỉ chổi lên được bao nhiêu thì mình giỏi vậy đó. Yeah. Tại vì cháu nhìn thấy đây, cái này nó cũng phải có một cái tâm linh mạnh mẽ lắm. Yeah. Cô bác từ xa đến đây ta cũng cầu, ta cũng cầu nguyện như đạt ý nguyện, ý nguyện của người ta dữ lắm. Yeah. Ừ, người ta muốn vậy là được đó. Thì, ở đây có thờ một ngôi miếu. Ở đây là bà cố. Bà cố thủy đúng không? Thì bà cố, người ta gọi bà cố, nhiều người ta gọi là thượng động cố hỷ. Cái nãy mà trước khi mà con đến thì con thấy là có mấy bạn đến cúng á, thì mấy bạn cúng hình thức con thấy là ở dưới dây cây, đúng. Ở trên là một cái khăn đỏ và một sâu đồng tiền. Thì cái này là như thế nào vậy con? Đâu có này, đâu có sâu đồng tiền con. Có một cái sâu này. Không có, không có con. Đâu có trái ngạc, chỉ có trái cây. Ừ. Cái này là cái này của mấy cháu học sinh nó làm gì cô không hiểu nữa. Hả? Ừ. Chắc là tùy cái người ta ý người ta muốn sao ta làm vậy. Dạ. Cái đó là của mấy cháu học sinh vừa qua rồi đó nha. Ngôi miếu này là từ hồi xưa đến giờ vẫn như vậy hả cô? Hồi xưa thì nghe ba cô kể là hồi xưa bằng cây. Bằng cây mình lập ngói hồi xưa, ngói mát mát đó. Rồi tới năm 96 đó thì nó mới siêu đi, rồi con cháu dòng họ mới xúm lại các cái miếu này hồi năm 96. Ừ. Năm 96. Ừ, là miếu bằng đá, bằng xi măng. Hai từ mà ở trong miếu là đang là gì vậy hả cô? Cái đó chữ mà cô không biết chữ. Dạ. Đây là chữ, tài chữ nho không cô không biết. Đây cũng nho không à. À, bên trong á thì có hai con hạt. Rồi, đúng. Dạ, cưỡi trên lưng con quy. Rồi. Dạ. Rất là cổ kính luôn và rất là linh thiêng. Hai bên đó thì có hắc hổ với lại bạch hổ nữa. Rồi, phải luôn. Nhưng mà vì sao mình lại có hai con hổ ở đây cô? Tại vì hồi xưa đó thì nghe ba nói là chỉ có cái miễu không à. Nhưng tới 2008 ở Sài Gòn ta mới gửi xuống. Gửi xuống hai ông này với hai ông trước. Thì cô thấy vậy thì cô biết thôi chứ cô không biết là làm sao. Chắc cũng một cái căn cơ gì đó. Đúng rồi, phải có cái chuyện gì người ta mới thờ phụ quả thêm cho ha. Dạ. Nơi này thì nổi tiếng với sự linh thiêng. Không biết thì cái tâm linh nơi này là như thế nào hả cô? Thì cô thấy cô bác người ta tới đây người ta cầu nguyện, người ta đòi người ta ước cái gì là được cái nấy. Đó, cô thấy vậy thôi, cũng như là cái chuyện gì người ta muốn là được, người ta ra người ta mới trả lễ, như người ta cúng heo hay là gà vịt hay trái cây hay là cái gì đó. Người ta làm được cái gì đó thì người ta trả lễ gì đó. Dạ. Yeah. Thực sự hôm nay tụi con lần đầu đến đây cảm nhận được một sự tâm linh cũng như là
nhìn vào cái dàn gừa này rất là huyền bí cô. Nhìn giống như một cái khu rừng vậy đó. Và những cái hình dáng này mình có thể nhìn ra rất là nhiều những cái hình dáng mình tưởng tượng á. Đúng rồi, dạ. Cháu tưởng gì là có đó, dạ. Cây bò á. Dạ. Nhìn như một cái đàn rắn nè. Ở ngay tại trước cái ngôi miếu bà Cố Hỷ cũng có một cái rễ, chắc là cái rễ ha. Ừ. Và mình lấy một cái cây mình chống lên. Ừ, tại vì mình sợ nó xà xuống đụng ông kia. Dạ. Chứ cháu nhìn trên cái nóc nhà cháu coi kìa. Cháu nhìn nóc nhà, quay nóc nhà. Dạ. Em. Tức là mình khoét nóc nhà. Ừ, mình khoét toàn đút vô không đó. Đút vô, vậy nó có bị dột không cô? Dột cháu. Dạ. Ừ, bởi vì nó đung đưa đó. Nhưng mà phải chấp nhận. Đúng rồi. Mình tôn trọng tự nhiên và rồi. Tôn trọng tâm linh đó nên nè. Ừ. Có ai đi vào bên trong kia không cô? Có cháu. À, nước dạ. Khô, trời khô, ta vô tuốt cháu chụp hình, ta làm dữ lắm. Được chơi hả? Được dữ lắm. Ừ, tại nước nổi ba ngày nay nè. Dạ. Ừ. Nhưng mà người ta đi dưới đất hay là người ta có leo lên cái rễ này không? Tùy theo mấy cháu nó thích đâu nó leo đó. Ừ, à, nó thích cây nó leo cây. Mình được phép mình leo nhưng mà mình không có được phá phách. Ừ đúng rồi, thôi. Mình được phép leo, mình đừng có làm quá như sợ nhiều khi. Cái cây mục đó, mình không dạ. biết. Dạ, nhìn hay quá. Vậy ở đây là không biết là bao nhiêu cây luôn hả cô? Dễ giờ biết được con. Dạ, nhưng mà cái cây mẹ là cái cây đầu tiên. Đó ngay cho hết á, thì có cây một à, rồi cho phao muốn pháo chết rồi, còn cái này là nhánh với nhóc không à. Ừ. Yeah. Còn như cháu thấy đó, như rễ mà nó tụ xuống nó thành lại là nó tụ lại mà thành một đống là gọi là chứ cái đó là không phải cái gốc, nó tụ lại thôi. À. Rồi đó, cháu nhìn coi nó tụ lại gì không á. Có cả du khách nước ngoài nữa là cô. Có luôn, trời ơi, đông lắm, nước nào cũng có qua đây chứ. Du khách nước ngoài cũng thích cái cảnh tượng ở nơi này. Đúng rồi, người ta thích lắm. Và nhiều khi người ta muốn tìm hiểu về lịch sử người ta cũng đến đây. Ừ. À, bởi vì con cũng được biết thì nơi này cũng gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ luôn. Đúng. À, cũng là một căn cứ cách mạng ngày xưa hả cô? Ừ. Dạ. Căn cứ này là của chú Diệt Dũng. Dạ. Hay quá. À, bây giờ thì có nước mưa rồi. Anh Phong cô nói thì du khách cũng có thể đi lên trên những cái rễ này. Thậm chí là bò tuốt ra ngoài kia để chụp hình luôn. À. Nhưng mà chỉ là đừng có phá phách và tổn hại thôi. Chứ người ta đi ra ngoài kia nhiều lắm. Nhưng mà con sợ là dậm lên cái đôi khi nó gãy nhánh á. Ừ, mấy nhánh mục là phải gãy. Còn như nhánh hỏng mục là nó không sao. Dạ. Nước ngoài ta cũng thích chèo lắm. Có hai vị khách Nga tới nữa kìa. À, như cô ở đây là cũng rất là nhiều năm rồi. Thì cô cảm nhận cái sự tâm linh này như thế nào cô? Bản thân cô đã từng gặp chưa? À, cô có chồng hồi năm 79 về đây thì miễn mà trong lòng mình nói có bà là có bà. Vậy thôi, mình đặt vậy đây, mình tưởng tượng mà bà là có bà vậy đó. Tại mình con cháu bà mà, mình phải tôn trọng được chứ. Dạ. Mình phải đặt niềm tin vào bà hết. À, nhưng mà cái sự tâm linh thì cũng có người thấy, cũng có người không. Liệu rằng cô đã bao giờ cô thấy những điều gì ở nơi này chưa? Không, cô không thấy gì hết, nhưng mà cô tin dữ lắm. Dạ. Cô không thấy gì hết, nhưng mà cô tin. Tại vì mình ở đây thấy như là mình không mình được khỏe trong gia đạo, mình được bình yên vậy đó, mình mặn gì cũng được vậy đó. Dạ. Ừ. Ở tại nơi này thì con thấy là nó rất là mát mẻ. Tụi con đi vào buổi chiều. Ừ. Khi nãy thì ở ngoài cũng còn nắng, nhưng mà thực sự bước vào bên trong này thì nếu như có nắng gắt cỡ nào chắc cũng thấy mát. Đúng rồi. Cái dàn gừa này tỏa bóng lên trên cao á cô. Ừ. Và đang xen với nhau cho nên là kín hết trơn à. Ừ. Dạ. Thì nói chung cái đây là lúc nào cháu vô cũng vẫn mát như thường hết trơn á. Mùa nào cũng như mùa nấy á. Bất cứ à. Dạ. Có thể nói đây là độc nhất Việt Nam luôn á. Dạ. À, nơi này thì con nghĩ là sẽ có ngày cúng bà. Đúng. Là vào ngày nào hả cô? Ngày 27, 28 tháng 2. Cúng bà lớn dữ lắm. 27, 28 tháng 2 âm lịch. Ừ, âm lịch. Dạ, cũng thông tin cho mọi người để mọi người có lòng thì đến đây tham dự. À, thì thí dụ như 27 thì đằng này tụi cô nấu cơm đãi từ thiện, tương mặn gì có hết, ai thích gì dùng nấy, vậy đó. Dạ. Rồi qua mình đãi xuống một ngày đó, rồi tới tối thì mình cũng có cháo, đang mà đãi văn nghệ. À. Rồi 28 thì tụi cũng tiếp tục đãi sớm mơ tới chiều, ngày nào hết khách thì nghỉ. Dạ. Rồi ở đây thì cô bác người ta xa, người ta cũng từ thiện như là nước, bánh mì hay bún hay này kia vậy đó. Ừ. Dạ. Ở đây ra cũng đông lắm, cháu cũng có múa bóng múa đồ dữ lắm. Ừ. Dạ, múa bóng rỗi á ha. Dạ, bóng rỗi đó. Dạ. À, người ta đến đây người ta cầu được ước thấy á, thì chắc cô cũng biết đúng không? Không biết là người ta cầu về những gì hả cô? Thì nói chung là ở đây là cô thấy người ta cầu như chuyện mà ăn mua bán rồi này kia đó.
Còn như mấy đứa cháu thì học sinh rồi đó thi đậu rồi đấy kia đó, thì thấy cái đó là đạt cái nguyện lắm. Dìm cháu ở đây hót liếu lo. Giờ bớt rồi cháu, hồi xưa dữ lắm, bây giờ làm như có mình ở nhiều đó cái nó bớt. Dạ rồi, vậy con cảm ơn cô nha. Rồi, vậy con xin phép con đi vòng vòng con tham quan thêm. Rồi, cô chào cháu. Dạ, con cảm ơn cô. À, bây giờ thì Nhân với anh Phong sẽ tiếp tục bước sâu vào bên trong nữa. À, hai anh em thì cũng khá là ngại khi mà bây giờ đang nước ngập như thế này. À, mình bước lên những cái nhánh cây thì nhiều khi mình không biết nhánh nào nó đang mục, có thể là mình té đó. Cho nên là mình đi vòng qua đây đi. Ở bên này thì có một cái con đường đan dẫn vào một số cái căn nhà. Có lẽ là những cái căn nhà của những người trông coi ở nơi này, cũng như là một số cái nhà vệ sinh ở ngoài sau. Thì mình đi cái con đường này mình cũng thấy là dàn gừa bao bọc quanh đây luôn. À, ở một cái góc nào mình cũng nhìn thấy một sự cổ kính, một sự huyền bí. Và tại nơi này thì người ta có đặt khá là nhiều những băng đá. Ở đây là những băng đá nhưng nghĩ là để cho khách thập phương đến đây để ngồi nghỉ chân. Nhưng mà vào những cái ngày khô á. Chứ còn ở đây thì nếu như mà mưa lớn thì sẽ đọng nước như thế này. Không biết là do mưa đọng nước hay là đây là một cái con nước ngập như thế nào nữa. Mình thì cũng phương xa đến thôi, mình cũng không có rõ. Thì những cái bộ băng đá này bây giờ cũng không có bước vào được bởi vì sình lầy. Và rất là nhiều những cái minh chứng cho thấy là người ta chỉ dùng những cái cây sắt nè, hoặc là bất kỳ một cái cây nào đó, người ta chống những cái cành nhánh lên để cho những cái cành nhánh không có bị gãy đổ hoặc là chắn cái lối đi. Chứ ngoài ra thì người ta sẽ không chặt. Chứ nếu như những nơi mà du lịch tâm linh hoặc là du lịch lịch sử đi, mọi người sẽ thấy là người ta dọn đường đi. Ví dụ như những cái cành nhánh mà nó chắn ngang đường như thế này thì người ta đã chặt hết rồi. Nhưng mà nơi đây vì một sự tâm linh, vì một sự bảo vệ di tích lịch sử thì người ta sẽ không động chạm vào những cành nhánh như vậy. Đất ở đây khá là khô, Nhân sẽ bước vào bên trong. Bây giờ thì trời lại bắt đầu chuyển mưa rồi, càng khiến cho nơi này trở nên u tịch hơn. Theo như Nhân quan sát thì những cái cây gừa hay còn gọi là cây si này á, thì có những cái hình dáng mình có thể tưởng tượng ra rất là nhiều, giống như là mình nhìn mây hoặc là mình nhìn những ngọn núi đá mà mình tưởng tượng ra vậy đó. Ở đây Nhân nhìn thấy giống như là một cái con khủng long vậy đó. Đây là cái chân nè, cái chân đang xuống nè, còn đây là phần đuôi nè, ở đây là cái mình nè, một con khủng long giống như khủng long bảo chúa vậy đó. Cái đó là tưởng tượng thôi. Có thể thì mỗi người sẽ có một cái cách nhìn, cách tưởng tượng khác nhau, mà khi mà mình nói ra thì có thể người khác sẽ cười bởi vì người khác sẽ nhìn ra một cái hình dáng khác. Ở phía trong này thì cũng giống như là một cái con vật gì đó, như là con cá sấu vậy đó. Một cái khung cảnh rất là hay luôn. Càng vào sâu bên trong này thì lại càng sình lầy nước rồi. Có lẽ Nhân sẽ không có đi được nữa. Theo như cô, khi nãy cô có chia sẻ đó, thì du khách hoàn toàn có thể đi đến sâu vào tận bên trong này nè để chụp ảnh. Nhưng mà đừng có bẻ cành, bẻ nhánh hay là tổn hại gì thôi. Hay Nhân cũng sẽ leo thử lên trên đây đi ha. Hơi nước một tí. Ây da. Rất là mát mẻ luôn. Chim chóc kêu. Với những nơi này Nhân nghĩ chắc cũng có rắn, cũng có những cái con vật. Bởi vì nơi này khá là cây cối. Hiện tại thì Nhân đã leo được lên trên một cái nhánh rồi. Hy vọng mọi người đến đây thì đừng có xả rác, chứ rác nhiều quá. Do là tay đang cầm máy quay cho nên cũng không có tiện để mà đu bám. Thôi thì Nhân chỉ đứng đây để chia sẻ thêm một số cảnh quan. Nơi này có một cái cây gừa rất là lớn.
phủ rêu xanh luôn. Theo như Nhân quan sát thì những cái cây ở nơi này là những cái cây to nhất, nằm ở phía bên trong nè. Nhìn như vậy chắc mình không thể nào mà mình phân biệt được những cái cành với là những cái rễ. Ở tại cái mái tôn ở nơi này á, thì tiếp tục có một cái nhánh cây được mọc thẳng lên trên và người ta phải cắt tôn như thế này nè. Cắt tôn chấp nhận là nơi này sẽ bị dột, bởi vì cái cây á, nó đung đưa qua lại á. Rất là linh thiêng luôn, không có ai dám chặt phá gì hết. Nhân nghĩ nơi này thì chỉ có nó bị mục hoặc là bị tróc gốc á, thì khi nó chết người ta bắt buộc là phải dọn đi thôi, chứ còn không có ai mà dám mạo phạm hết á. Cũng là một nơi rất là tâm linh. Nhân lại tiếp tục đi qua một hướng khác của Giàn Gừa, thì nơi này hiện tại đang sắp mưa rồi cho nên rất là tối. Không biết là qua màn ảnh này mọi người có còn nhìn rõ hay không. Nhân sẽ cố gắng kết thúc nhanh video này. Thì ở tại phía bên này á, mình cũng nhìn thấy những cái gốc rất là u tịch, huyền bí của Giàn Gừa. Chằng chịt nhất á, thì Nhân nghĩ là ở khu vực này nè, những cái nhánh cây đang xen vào nhau rất là nhiều. Và đảm bảo thì khi mà mọi người yêu thích sự thiên nhiên, sự hoang dã cũng như là sự tâm linh, thì mọi người đến đây sẽ tìm được một cái cảm giác như vậy và sẽ cho ra những cái bức hình kỷ niệm cũng rất là hay. Và có lẽ thì Nhân cũng sẽ kết thúc video ở đây. Hy vọng rằng những chuyến đi của Nhân cũng sẽ chia sẻ được với mọi người những cảnh quan rất là đẹp, rất là hoang sơ, cũng như là những câu chuyện tâm linh độc lạ của đất nước mình. Hy vọng rằng cả nhà sẽ luôn đồng hành ủng hộ Nhân trong những chuyến đi sắp tới nha.